Kính chào quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, năm 2017, ngành nông nghiệp đã ghi nhận nhiều dấu ấn với mức tăng trưởng hơn 2,9%, vượt mục tiêu đề ra. Đã có gần 2.000 doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực nông lâm thủy sản, tăng 3,8% so với năm 2016, nâng số doanh nghiệp hoạt động trong ngành lên tới 5.600 doanh nghiệp. Và trong năm nay, nhiều doanh nghiệp ngành nông nghiệp tiếp tục dự báo nhiều triển vọng khả quan. Tuy nhiên thì tăng trưởng nông nghiệp của năm 2018 vẫn gặp không ít trở ngại. Những giải pháp nào để ngành nông nghiệp vượt qua những trở ngại và tiếp tục bứt phá? Tất cả những vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này. Nhưng trước tiên, khi đến với nội dung chính, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những kết quả nổi bật của ngành nông nghiệp trong năm 2017, bước đệm tích cực cho tăng trưởng của ngành trong năm 2018. Chuyên sản xuất và xuất khẩu thủy sản, cá tra các loại. Năm 2017 là một năm khá thành công của doanh nghiệp này, khi mức tăng trưởng đạt hai con số và thị trường xuất khẩu đã được mở rộng. So với 2016, thì năm 2017 cái năng suất đó nó có tăng hơn cái năm 2016 khoảng 10% với cái sản lượng. Về doanh số thì nó cũng có đạt hơn nó cả khoảng 15%. Cái kết quả của năm nay thì nếu so sánh với năm 2016 thì thấy nó cũng có những cái điểm là mình giữ được cái thị trường, và trong cái kinh doanh thì có mở rộng thêm được cái bán hàng đi qua cái Trung Đông. Giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp năm 2017 tăng 3,16% so với năm 2016, trong đó trồng trọt tăng 2,23%, chăn nuôi tăng 2,16%, lâm nghiệp tăng 5,17% và thủy sản tăng 5,89%. GDP nông lâm thủy sản tăng 2,9%. Năm 2017, ngành nông nghiệp đã hoàn thành các chỉ tiêu chính về tăng trưởng. Trong đó có những cái chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc, đặc biệt là kim ngạch xuất khẩu. Đặc biệt, dù là lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất từ thiên tai, song lĩnh vực trồng trọt đã tạo được sự chuyển biến trong năm qua. Việc đổi mới và nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất khuyến khích phát triển sản xuất quy mô lớn, hợp tác liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị được đẩy mạnh. Cơ cấu sản xuất ngành trồng trọt tiếp tục được điều chỉnh theo hướng phát huy lợi thế của mỗi địa phương, vùng miền gắn với nhu cầu thị trường. Nhờ đó, giá trị sản xuất trồng trọt đã tăng 2,23% so với năm 2016, vượt mục tiêu so với kế hoạch đề ra 2%. Thì Đồng Tháp cũng đã bắt đầu nghĩ đến cái việc làm thế nào và đưa những cái ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin để giúp người dân cải thiện cái quy trình sản xuất và khẳng định rằng cái sản phẩm của mình là có cái thị trường tiêu thụ và thích hợp, an toàn và bền vững. Thì cái hoạt động này đang được người dân và đang được các ngành, các địa phương quan tâm và có cái sự liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp. Việc chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả tiếp tục được đẩy mạnh trong năm 2017, với tổng số khoảng 185,7 nghìn hectare được chuyển sang nuôi trồng thủy sản, cây ăn quả và các cây màu, cây làm thức ăn chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Đến nay, hầu hết các địa phương đã quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô từ vài chục hectare đến vài trăm hectare với nhiều loại cây trồng. Đến hết năm 2017, cả nước có khoảng 600.000 hectare sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng lớn với các quy trình tiên tiến thân thiện môi trường như VietGAP, LoboGAP. GAP thì hiện nay chúng tôi đang đầu tư vào cái việc mà huấn luyện cho người nông dân, hay là dạy về cái kỹ thuật trồng cho người nông dân có phối hợp hữu cơ để nâng cao được cái chất lượng. Chẳng hạn như rau thì mà để được lâu hơn, trái cây thì ăn ngon hơn, không bị úng, không bị thối ở trong. Bên cạnh đó, đà tăng trưởng của thủy sản cũng góp phần vào những thành tựu của ngành nông nghiệp. Theo đó, thủy sản tiếp tục là lĩnh vực duy trì được đà tăng trưởng ở mức cao nhất toàn ngành nông nghiệp trong năm 2017, với tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt khoảng 5,89%, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra 5%. Cụ thể, tổng sản lượng thủy sản năm 2017 ước đạt 7,22 triệu tấn, tăng 5,2%, trong đó khai thác đạt 3,4 triệu tấn, tăng 5,1%, nuôi trồng đạt 3,8 triệu tấn, tăng 5,3%. Có thể thấy ngành nông lâm thủy sản trong 2 năm trở lại đây luôn có sự tăng trưởng vượt chỉ tiêu, đặc biệt cùng với xu hướng doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế, doanh nghiệp đầu tư vào ngành cũng có nhiều tiến bộ thực sự.
năm 2017 đã có gần 2.000 doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực nông lâm thủy sản, tăng 3,8% so với năm 2016, nâng số doanh nghiệp hoạt động trong ngành lên 5.600 doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp tập đoàn lớn đã chọn nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ làm hướng đi chính. Những kết quả trên tiếp tục giúp ngành nông nghiệp phát triển tương xứng với tiềm năng sẵn có, mở ra những triển vọng mới cho ngành nông nghiệp nước ta. Đồng thời đây cũng sẽ là bước đệm tích cực cho tăng trưởng ngành nông nghiệp trong năm 2018. Vâng, thưa quý vị, bức tranh sáng màu của ngành nông nghiệp tiếp tục được tiếp nối với những dự báo khả quan trong sản xuất kinh doanh của năm 2018 đối với các doanh nghiệp trong ngành. Những dấu hiệu tích cực của thị trường cùng với những thay đổi tích cực trong thói quen sản xuất của người nông dân. Đại diện doanh nghiệp này phấn khởi cho biết, hiện những lô vú sữa và dừa đầu tiên đã được đánh giá rất tích cực khi vào thị trường Mỹ. Đây sẽ là hướng đi mới cho người trồng vú sữa, giúp gia tăng giá trị cho trái vú sữa khi giá loại trái cây này đã tăng lên từ 2 đến 3 lần. Về trái vú sữa là tại 26 tháng 12 thì chúng ta xuất đơn hàng vú sữa đầu tiên vào thị trường Hoa Kỳ. Thì bên Vinati thì ngày 27 tháng 12 cũng đã xuất cái đơn hàng đầu tiên vào thị trường Hoa Kỳ. Thì tới nay mỗi tuần như vậy là doanh nghiệp xuất khoảng là 20 công mỗi công như vậy là 800 kg vào thị trường Hoa Kỳ. Thì khi mà thị trường Hoa Kỳ thì doanh nghiệp hơi bất ngờ là cái sự trông mong của thị trường hay là gì đó đối với sữa rất lớn và bán được giá rất là cao, lợi nhuận rất là tốt. Các doanh nghiệp cũng đưa ra những dự báo rất tích cực cho những mặt hàng nông nghiệp chủ lực. Theo đó, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo cho biết nhu cầu sử dụng gạo của các nước trên thế giới đang rất lớn. Trong năm 2018, cái tín hiệu về lúa gạo vẫn đang trên cái đà phát triển rất tốt, đặc biệt là vụ đông xuân năm 2017-18 của đồng bằng sông Cửu Long thì cái lúa và của bà con nông dân hiện nay rất trúng mùa và rất được giá, và đặc biệt là về cái nhu cầu về sử dụng gạo của các nước trên thế giới hiện nay cũng đang rất là rộng và rất là có cái nhu cầu tương đối cao. Thế cho nên là đây cũng là một trong những cái thuận lợi của ngành xuất khẩu gạo. Không chỉ những mặt hàng vừa thâm nhập thị trường, nhiều loại đặc sản của nước ta đã thâm nhập vào những thị trường này thời gian qua và đang tiếp tục thâm nhập sâu vào thị trường khó tính. Mỹ thì đang mới hợp đồng ngày hôm qua là đang hợp Mỹ nè, là trước qua Mỹ là mới làm qua. Không chỉ rau quả hay lúa gạo, tiếp nối những kết quả khả quan trong năm 2017, trong những tháng đầu năm 2018, ngành thủy sản cũng hứa hẹn những tín hiệu tốt với nhiều dự báo khả quan cho các doanh nghiệp trong ngành. Chúng tôi thấy bước qua cái tháng 1 của 2018 thì nó khác hơn với cái tháng 1 của 2017. Có thể nhiều khách hàng, nhiều đơn hàng. Mà cái này chúng tôi cũng đánh giá như cái nguyên nhân là họ cũng thấy là cái tình hình nguyên liệu và cái thành phẩm có thể tăng. Cái đà tăng trưởng mà theo như đánh giá của Bộ là cái năm 2018 là lên 8 tỷ đô đó. Tôi thấy cái đó là cái khả năng trong tầm tay. Hiện nay, sản phẩm nông nghiệp ngày càng áp dụng công nghệ cao, đáp ứng và thâm nhập vào các thị trường mới và khó tính. Tiêu thụ nông sản của người nông dân ngày càng ổn định nhờ vào những mô hình hợp tác xã kiểu mới. Nói chung thì cái thành viên hợp tác xã, vô thành viên được hợp tác xã nó có quyền lợi nhiều. Một cái thì xài mà nó lỡ có mà đối tác với nhau á, mua bán bên cạnh mà nó hại giá thị trường, là bán không được thì hợp tác xã đã... Nguồn vốn hợp tác xã đã nâng cao cho xã viên được thành viên lên thu mua, đem về cái chỗ đặng sức chỗ này chỗ kia, tức là cũng có giá ổn định. Theo đánh giá triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2018 IMF, sau khi đạt mức tăng trưởng cao hơn dự kiến trong năm 2017, nền kinh tế thế giới có khả năng vẫn duy trì được đà tăng trưởng hiện nay ở mức 3% dự kiến trong năm 2018, giúp nhu cầu tiêu thụ của hầu hết các thị trường sẽ tiếp tục tăng. Đây là cơ hội tốt để Việt Nam tiếp tục xuất khẩu, trong đó có mặt hàng nông sản. Năm 2017 được đánh giá là năm vượt khó đi lên của ngành nông nghiệp với những con số tăng trưởng ngoạn mục là 2,94%, vượt chỉ tiêu mà chính phủ đề ra cho ngành là 2,84%. Mặc dù đã gặt hái được nhiều thành công, nhưng những trở ngại mà ngành nông nghiệp vẫn phải đối mặt trong năm 2018 là không hề nhỏ. Vậy những trở ngại đó là gì? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình. Vườn cam của anh Trần Văn Dầu, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội đang vào vụ chín rộ. Ông chủ vườn cam cho biết, nếu thu hoạch đúng vụ,
vườn cam này phải được thu hoạch vào dịp Tết Nguyên đán. Thế nhưng vì thị trường thiếu ổn định, giá cả lại bấp bênh nên đến thời điểm này, cam đã rụng vàng dưới gốc nhưng vẫn không thu hoạch được, thiệt hại về kinh tế là không hề nhỏ. Nhưng mà cái cam ra riêng để thì thương lái đặt giá nó những cao á, đặt vào giá 55.000, 55.000 cân ấy. Nhưng mà ra riêng thì do thị trường rồi thời tiết nó quả cam nó cũng biến dạng nên là nó không được như ý. Thì đâm là giá thị trường bây giờ thì lại giá đang giá 55 bây giờ chỉ xuống còn được 25 20. Anh Dầu cho biết cam được trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, sản lượng tiêu thụ lớn nhưng việc tìm kiếm thị trường ổn định lại rất khó khăn. Mặc dù các tỉnh đều thành lập các trung tâm xúc tiến thương mại để kết nối cung cầu, tuy nhiên việc tiếp cận với thị trường này dường như là không tưởng. Tôi là chưa được nhận được cái sự hỗ trợ gì về của bên chính quyền về tham gia để tiêu thụ sản phẩm như thế nào. Cái chính vẫn là tự mình làm và tự cung tự tiêu. Đơn vị sản xuất không tìm được đầu ra cho sản phẩm, còn đơn vị phân phối cũng lâm vào tình trạng tương tự. Doanh nghiệp này chuyên cung cấp các sản phẩm thực phẩm chăn nuôi an toàn theo chuỗi quyết định số 1358 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Chị Nguyễn Vân Anh, giám đốc công ty thực phẩm sạch Tâm Thành cho biết, mặc dù được tham gia rất nhiều hội nghị xúc tiến thương mại giữa các tỉnh thành nhằm tiêu thụ các sản phẩm đặc sản của địa phương, tuy nhiên việc tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm chăn nuôi sạch là không tưởng và có thời điểm chị đứng trước nguy cơ phá sản. Cũng hy vọng là cái sản phẩm chăn nuôi theo chuỗi, tức là được tất cả các khâu trong cái quá trình sản xuất được kiểm soát, thì cái sản phẩm đấy sẽ được tiêu thụ ở những cái bếp ăn như của trường học, như của bệnh viện, những cái đối tượng rất là cần tiêu thụ cái thực phẩm an toàn. Thì chúng tôi cũng gặp phải những cái khó khăn mà không thể giải quyết được trong cái ngày 1, ngày 2. Ví dụ như là cái lợi ích nhóm, tức là chúng tôi không thể đưa thực phẩm vào những cái đơn vị mà họ đã có những cái mối từ trước, tức là có những cái quan hệ rất khăng khít từ trước mà chúng tôi không làm cách nào để có thể đưa những cái thực phẩm an toàn đấy vào. Các chuyên gia nhận định, khi thị trường trong nước chưa kiểm soát tốt, vẫn còn tình trạng được mua mất giá, và khi ngành nông nghiệp vẫn cần được giải cứu, thì câu chuyện sản xuất bền vững sẽ khó để thực hiện được. Thì với cái sự vào cuộc của các cấp các ngành, đặc biệt là với cái sự vào cuộc của các doanh nghiệp trong thời gian vừa qua, thì ngành nông nghiệp Việt Nam chúng ta sẽ càng ngày đi theo cái hướng là nó sẽ bài bản hơn. Từ câu chuyện sản xuất, câu chuyện đảm bảo chất lượng, câu chuyện phòng chống dịch bệnh, câu chuyện kết nối thị trường. Đấy. Và có những cái ngành mà trong năm nay có thể có cái xu hướng là có thể tăng trưởng tốt hơn, nổi lên, là ví dụ như ngành trái cây, ví dụ như ngành thủy sản, là những cái ngành mà chúng ta còn rất nhiều tiềm năng, rất nhiều dư địa và chúng ta cũng có thị trường để mà có thể hấp thụ được cái lượng cung của chúng ta đưa ra. Thị trường tiêu thụ trong nước thiếu ổn định khiến cho cả đơn vị sản xuất và đơn vị phân phối đều bị động, khiến cho cả đơn vị sản xuất và người kinh doanh lâm vào tình trạng lao đao, khó khăn chồng chất khó khăn. Bên cạnh đó, thị trường xuất khẩu cũng đang vướng phải những rào cản lớn, khiến cho các doanh nghiệp dè dặt hơn khi ký kết hợp đồng, mở rộng diện tích bao tiêu sản phẩm. Năm 2018, nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như ngành hàng hồ tiêu, cá tra vẫn còn vướng phải những rào cản lớn do quy định mới từ các nước nhập khẩu. Thị trường xuất khẩu cá tra sang các nước EU đang vướng phải luật Farm Bill. Ngành hàng hồ tiêu cũng đang vướng phải nhiều rào cản lớn với quy định mới về dư lượng thuốc trừ sâu và thuế trong năm 2018. Ấn Độ là thị trường xuất khẩu tiêu truyền thống của Việt Nam với sản lượng bình quân khoảng 12.993 tấn trên một năm. Vừa có đề xuất với Hội đồng Gia vị ấn định giá nhập khẩu tối thiểu đối với mặt hàng tiêu là 500 rupee trên kg, khoảng 7,75 đô la Mỹ trên 1 kg. Do thời gian qua, việc xuất khẩu tiêu của Ấn Độ giảm mạnh do giá tiêu liên tục tăng cao. Như vậy, các nước muốn nhập khẩu tiêu sẽ phải tìm đến Việt Nam và Brazil để có giá mềm mại hơn. Điều này sẽ làm mất lợi thế cạnh tranh về giá của hạt tiêu Việt Nam. Hiện nay là cái vấn đề tiêu của Ấn Độ thì báo Thủ tướng là gì? Là để bảo hộ cái sản xuất của nông dân trồng tiêu ở Ấn Độ, thì bạn áp dụng một cái thuế là thuế tối thiểu cho cái tiêu nhập khẩu, cho nên nó đổi giá lên. Nó đổi giá lên là trước đây chúng ta xuất vào Ấn Độ là 5.000 đô một tấn, thì bây giờ đổi giá lên là 8.000 đô một tấn. Đó, như vậy thì làm hàng loạt các hợp đồng, các doanh nghiệp của chúng ta là hủy bỏ hết.
Mỹ, nước nhập khẩu tiêu lớn nhất của Việt Nam, chiếm tới 18% sản lượng tiêu xuất khẩu, tương đương với khoảng 31.876 tấn, cũng vừa có thay đổi về dư lượng thuốc trừ sâu trong hạt tiêu từ 0,1 ppm xuống 0,05 ppm. Các doanh nghiệp xuất khẩu cho rằng quy định này sẽ cản trở rất nhiều cho doanh nghiệp, bởi lẽ nguồn nguyên liệu hiện tại có đến 90% xuất phát từ các hộ nông dân nhỏ lẻ. Chính vì vậy, việc kiểm soát chất lượng đầu vào là bài toán mà nhiều năm nay các doanh nghiệp chưa tìm ra lời giải. Đồng thời, bên nhập khẩu đã tiến hành nhiều cuộc điều tra trước khi đưa hàng ra cảng. Chúng tôi nghĩ rằng thị trường khá là dễ tính. Tuy nhiên, từ năm 2018, họ đã thiết chặt rất nhiều. Nhà máy của Phúc Sinh ở Gia Định, Việt Nam đã có 9 lần FDA đến kiểm tra, đã có hải quan của Mỹ đến kiểm tra. Họ muốn đảm bảo rằng tất cả những việc xuất khẩu vào nước họ là được an toàn. Tiếp đó là thị trường châu Âu cũng có động thái tương tự. Cảnh báo từ Hiệp hội Gia vị châu Âu về các mẫu kiểm tra về dư lượng thuốc trừ sâu của Việt Nam vượt quá quy định cho phép. 27 nước của EU bây giờ, họ đều có tiêu chuẩn riêng cho vấn đề dư lượng thuốc trừ sâu. Và vì vậy, nếu anh xuất vào châu Âu bằng một con đường chính thức, thì anh bắt buộc anh phải phù hợp với điều đấy. Hôm nay chúng ta đứng đây cho thấy rất nhiều vấn đề bất cập của đằng sau câu chuyện thần tốc. Mà nếu như không được tháo gỡ, không giải quyết, thì không chỉ đe dọa ngành hàng này không phát triển, tụt lùi, mà nguy cơ phá vỡ ngành hàng này. Giảm diện tích nhanh, giảm sản lượng nhanh, mất uy tín, không người mua, phá vỡ. Các chuyên gia nhận định, chất lượng hạt tiêu của Việt Nam không ổn định đã gây khó cho việc xây dựng thương hiệu hạt tiêu trên thị trường thế giới. Có đến 80% hạt tiêu vẫn là xuất thô, giá trị chưa cao và xuất theo thương hiệu của nước nhập khẩu. Đây không còn là câu chuyện mới, đòi hỏi nỗ lực không ngừng của toàn ngành, tìm ra các giải pháp khắc phục thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2018. Năm 2018, ngành nông nghiệp đã đề ra mục tiêu cao hơn, tham vọng lớn hơn với những mức độ tăng trưởng ngành đạt mốc là 3,05%. Liệu ngành nông nghiệp có đạt được mục tiêu tăng trưởng này hay không? Đâu là giải pháp để ngành nông nghiệp đạt được mục tiêu này? Và mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp của phóng viên kênh truyền hình VTV. Chúng tôi phấn đấu năm 2018 phải đạt khoảng 40 tỷ đô la Mỹ. Như vậy thì sẽ đóng góp rất là đáng kể. Tuy nhiên, lĩnh vực nông nghiệp của chúng ta vẫn là một cái lĩnh vực mà quy mô sản xuất hộ vẫn là chính. Vì vậy, cái việc tái cơ cấu nông nghiệp vẫn là trọng tâm để chúng ta tổ chức liên kết, thu hút doanh nghiệp, liên kết với bà con nông dân, ứng dụng khoa học công nghệ, tạo ra nhiều cái mô hình cánh đồng lớn, không chỉ đối với lúa gạo mà tất cả những ngành hàng nông sản đều phải phát triển theo cái mô hình liên kết này. Cái thứ nhất đó là phải tham vấn cho chính phủ để có những cái chính sách thoáng đạt, đủ hiệu lực và phải chảy về được đến dân và trở thành một cái động lực cho cái phát triển. Vậy thì những cái chính sách đó, nếu như chúng ta nói vốn khoa học kỹ thuật, thị trường, môi trường và thương hiệu nông sản, thì đó là những cái chính sách phải nhằm vào những cái khát vọng của người nông dân cần phải thay đổi. Thì đấy là tham mưu những cái chính sách đó. Tăng cường áp dụng những cái công nghệ cao để tăng bảo quản. Việc áp dụng bảo quản tốt do chúng ta mà giảm thiểu cái tình trạng được mua rớt giá cũng như là bị ép giá, và cho chúng ta cơ hội vận chuyển xa hơn để mở rộng thị trường và đa dạng hóa các cái nguồn tiêu thụ, các kênh tiêu thụ cũng như là thị trường tiêu thụ. Câu chuyện quy hoạch, rồi những cái sự hỗ trợ của chính phủ trong việc phát triển những cái vùng nông nghiệp lớn, hỗ trợ cả những cái thương lái, những cái người buôn, rồi hỗ trợ cả những cái doanh nghiệp mà làm công tác gọi là nghiên cứu phát triển, và hỗ trợ cho cả những cái người nông dân mà người ta làm sản xuất trực tiếp, thì khi đó chúng ta mới có được một cái vùng nông nghiệp lớn. Chúng ta cải thiện được cái vấn đề là quy mô nhỏ lẻ không còn tồn tại nữa, thay vào đó là các quy mô sản xuất công nghiệp lớn.
Vâng, thưa quý vị, để thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển bứt phá trong năm 2018 và những năm tiếp theo, toàn ngành phải triển khai quyết liệt các giải pháp mạnh mẽ như đã lý giải và phân tích trong chương trình. Mặt khác, ngành nông nghiệp cũng cần phải coi trọng công tác hỗ trợ xúc tiến thương mại, tăng cường liên kết với các hoạt động xuất khẩu, tổ chức nhóm đối tác công tư được nhà nước giao nhiệm vụ thực hiện các hoạt động hỗ trợ cơ bản nhằm vào các hoạt động có nhu cầu thiết thực mà từng doanh nghiệp đơn lẻ không thể hoặc rất khó thực hiện, nhất là phải thành lập quỹ phòng chống rủi ro, hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu và dịch bệnh nông nghiệp. Thực hiện được các giải pháp đó, chắc chắn thì ngành nông nghiệp sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu tăng trưởng mà toàn ngành đề ra cho năm 2018. Và đến đây thì chương trình Tiêu điểm của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.